Chào mừng các bạn đã quay trở lại bài học của bề chúa cứu thế. Chúa đi đẻ. Cuốn 1. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài 11 ba nguyên tắc học kinh thánh căn bản phần 1. Trước khi học lời Chúa, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu quý của chúng con biết ơn Ngài vì Ngài ban cho chúng con lời của Ngài hầu cho chúng con có cơ hội để học biết về lời của Chúa, và đặc biệt là giúp đỡ chúng con có bài học nghiên cứu kinh thánh căn bản. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để đời sống của chúng con được học lời của Ngài, chúng con biết nghiên cứu, biết cách đọc, biết cách tìm ra những phương pháp cho cuộc đời của chúng con qua thông qua những bài học thiết thực từ kinh thánh. Giúp đỡ chúng con áp dụng lời của Ngài, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa là chúng ta có ba cái nguyên tắc học kinh thánh căn bản. Và thứ nhất là quan sát, giải nghĩa và áp dụng. Thì đây là một trong những cái nguyên tắc rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả. Và Timôthê cũng được chính Phaolô nói rằng con hãy truyền cho những người có tài dạy dỗ kẻ khác, ở trong Timôthê 2 đoạn 2 câu 2. Và cảm ơn Chúa. Thì đấy là phương châm của chương trình cuộc đời Chúa Cứu Thế. Khi mà chúng ta học thì chúng ta học và chúng ta cũng cần phải chia sẻ lại cho nhiều anh em. Và khi anh chị em học thì cũng hãy tìm kiếm những anh chị em khác để chúng ta chia sẻ lại, hầu cho đạo Chúa được phát triển và hầu cho chính đời sống của chúng ta được tăng trưởng trong đức tin. Và cái đầu tiên, nguyên tắc đầu tiên đó là quan sát. Và trước khi mà học lời Chúa bài này thì tôi muốn nói là phần này rất là quan trọng, và này vô cùng quan trọng vì giúp chúng ta nghiên cứu đào sâu kinh thánh, biết cách để mà chúng ta học kinh thánh. Và nguyên tắc để mà học kinh thánh á, mục đích học kinh thánh là tìm ra cái ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời, cái ý muốn của Chúa trong cái phần đoạn kinh thánh đó, chứ không phải là chúng ta tìm cái ý nghĩa của chúng ta cho cái phần đoạn kinh thánh đó. Vì tà giáo họ cũng lấy cái phương pháp, họ cũng nói là họ dùng kinh thánh, họ nói là họ dùng đúng hơn chúng ta cơ, nhưng mà họ chỉ có trích dẫn một hai câu kinh thánh để họ làm, thì cái điều đó nó hoàn toàn là không có đúng. Và đầu tiên thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái bài này tôi chia sẻ đó là thuộc từ cái kinh nghiệm của tôi hơn gần 20 năm. Và đầu tiên đó thì chúng ta thấy quan sát là thấy được những điểm chính ở trong đoạn kinh thánh chúng ta đang đọc. Và làm cách nào để chúng ta thấy được cái điểm chính thì chúng ta có cái phương pháp. Đầu tiên đó, chúng ta phải đọc đoạn kinh thánh càng nhiều càng tốt. Đọc sách hay là đoạn kinh thánh đó, đọc đoạn trên, đoạn dưới. Tôi nói thí dụ như bây giờ chúng ta nghiên cứu sách Phúc Âm Mác đi, thì chúng ta phải đọc trên sách Mác là Matthew và dưới sách Mác là Luca, để chúng ta hiểu được toàn bộ sách Mác. Tại vì trong kinh thánh là nó 66 sách nó liên hệ với nhau. Và chúng ta đọc đoạn trên đoạn kinh văn dưới đoạn kinh văn, hay là chúng ta nghiên cứu một phân đoạn kinh thánh nào thì chúng ta phải đọc đoạn trên, đọc đoạn dưới, người ta gọi là thượng văn và hạ văn. Thì đây là cái cách để giúp cho chúng ta đọc và chúng ta quan sát. Và đây là cái cách mà khác, cái mới, cái cách của chúng ta khác với những tà giáo. Tà giáo đó chỉ có lấy một cái câu kinh thánh thôi để nó trích ra, để mà nó bổ sung cho cái ý nghĩa của nó, phục vụ cho ý nghĩa của nó. Ví dụ như chứng nhân vừa và nó lấy răng đoạn 1 câu 1, nó nói rằng ban đầu có ngôi nơi ở cùng Đức Chúa Trời
và ngôi này là Đức Chúa Trời, thì nó nói ở trong tiếng Anh là ngôi này không phải là Đức Chúa Trời. Và nó lấy câu đó, rồi nó lấy một vài những câu kinh thánh khác để bổ trợ. Nhưng mà chúng ta là người theo Chúa, chúng ta học của Chúa, thì chúng ta cần phải học thận trọng về điều này. Và ít nhất thì chúng ta đọc 5 năm, đọc và quan sát, đọc như thế nào. Thứ đầu tiên đó, thì chúng ta đọc nhanh, nắm toàn bộ cái ý chính, quan sát toàn bộ cái ý chính. Thứ hai, chúng ta đọc chậm để chúng ta tìm ra những cái động từ tính từ, những cái từ liên quan, những từ lặp đi lặp lại. Chúng ta gạch chân ra, chúng ta viết những từ đó ra, chúng ta viết những nhân vật trong đó ra, sự kiện ở trong đó ra. Thứ ba, và sau đó thì chúng ta viết ra một từ giấy nháp để chúng ta đi giải nghĩa. Và nguyên tắc giải nghĩa, nguyên tắc giải nghĩa là gì? Để làm sáng tỏ ý nghĩa, nhất là đối với những cái điểm khó hiểu. Phaolô nói rằng có vài điểm khó hiểu trong Kinh Thánh và các mà các giáo sư giả không giải thích được, cho nên nó sinh ra tà giáo. Cho nên Kinh Thánh thì rất là dễ nếu người nào biết nhờ cậy Thánh Linh của Ngài. Tại vì cả Kinh Thánh là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, và Thánh Linh của Chúa đã hà hê sức đầu dùng hơn 40 chức giả để viết ra Kinh Thánh. Và bây giờ thì Đức Chúa Trời cũng sẽ dùng chính Ngài để bày tỏ cái điều đó cho chúng ta. Nếu chúng ta nhờ cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Cho nên giải nghĩa là làm sáng tỏ những ý nghĩa của cái câu Kinh Thánh, đoạn Kinh Thánh hay sách Kinh Thánh đó, cái sách trong Kinh Thánh đó. Thì cái phương pháp đó, là mục đích là chúng ta tìm ra chân lý Kinh Thánh. Tìm ra chân lý Kinh Thánh, Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời, và lời của Chúa, Đức Chúa Trời chính là Chúa. Bởi vì nơi nào có lời của Ngài thì nơi đó có sự hiện diện của Ngài. Cho nên Chúa Giêsu cũng nói rằng ta là đường đi, chân lý là sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha. Và rõ ràng thì chúng ta thấy một điều ở đâu đó, là nhiều người không có giải nghĩa, không có đúng về Kinh Thánh, không có biết chân lý Kinh Thánh. Và không có biết chân lý Kinh Thánh thì đồng nghĩa là không có cái bài học áp dụng. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa để chúng ta tìm ra được cái chân lý Kinh Thánh, cho trước hết là phải cho chính chúng ta. Tại sao ở trong những tòa giảng, tại sao ở trong những buổi nhóm, người ta cứ đem những cái kinh nghiệm của những người khác để truyền lại cho nhau. Người ta đem lấy những cái ý nghĩa, những cái bài học mà người ta đã nghe rất là lâu rồi, rất là xưa rồi, mang dạy lại cho dân sự của Ngài. Đấy là bởi vì họ không có ở với Thánh Linh của Ngài, không có tìm được chân lý Kinh Thánh, và họ không có làm cho tôi mới. Tại vì Chúa luôn luôn phán, Đức Chúa Trời luôn luôn phán, Chúa Giêsu luôn luôn phán mỗi ngày, và bài học cho cá nhân mỗi ngày, cho mỗi người chúng ta mỗi ngày. Cho nên cái cách chúng ta phải tìm ra được chân lý Kinh Thánh, và thế nào gọi là chân lý Kinh Thánh? Chân lý Kinh Thánh nó phải là không phụ thuộc vào không gian thời gian. Nó không phải rằng là hôm qua nó đúng và hôm nay nó không đúng. Không, chân lý Kinh Thánh nó đúng trong mọi hoàn cảnh, nó đúng trong không gian thời gian. Nó không lệ thuộc vào không gian thời gian, không lệ thuộc vào bối cảnh văn hóa. Người Mông, người Mường, người Kinh, người Việt, người Mỹ, người Trung Quốc thì có bối cảnh văn hóa khác nhau, người Do Thái khác nhau, nhưng chân lý Kinh Thánh nào của Chúa không bao giờ thay đổi. Chân lý của Chúa không bao giờ thay đổi. Mặc dù Kinh Thánh có thể được viết ở trong cái văn hóa đó, nhưng mà cái chân lý Kinh Thánh thì không thay đổi. Chúng ta phải tìm được ra cái chân lý Kinh Thánh đó, rồi chúng ta phải thấy được rằng cái chân lý Kinh Thánh nó đúng trong mọi hoàn cảnh, và chân lý Kinh Thánh nó phải là đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là, mà nó phải được Đức Thánh Linh cảm thúc viết ra, Đức Thánh Linh sức dầu. Tôi nói thí dụ trong những cái đám cưới ngày xưa và đám cưới ngày nay, thì các bạn thấy là cái điều gì nó khác nhau? Nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy, ồ, đám cưới ngày xưa thì người ta đi xe ngựa trong thế kỷ thứ 19 trở về trước. Rồi đám cưới người ta đi ô tô, đi xe máy trong những cái cuối cái thế kỷ 20. Và ngày nay thì người ta đi ô tô để đón dâu, cô dâu ăn mặc rất là đẹp, rất là khác nhau.
và cái trang phục thì cũng là rất là khác nhau. Nhưng mà đó, chúng ta nhìn vào đó chúng ta thấy rằng là cái đó là nó là đám cưới, nó là khác nhau. Nhưng mà chúng ta quay lại đám cưới của Adam và Eva ở trong vườn địa đàng, thì tất cả những cái đám cưới nó giống nhau là gì? Có hai người yêu nhau, hai người kết ước với nhau, hai người bày tỏ tình yêu vô điều kiện đến với nhau để rồi cùng đưa nhau tới nhà thờ và ở tại đó thì kết ước trước mặt Đức Chúa Trời, bắt đầu xây dựng cuộc sống mới. Thì đó là tất cả đều giống nhau, ngày xưa ngày nay đều giống nhau, bởi vì có đám cưới phải có hai người yêu thương nhau, hiệp lại với nhau. Cho nên đó là chân lý. Tôi nói thí dụ như vậy để chúng ta tìm thấy cái chân lý của Đức Chúa Trời, và chúng ta phải làm sáng tỏ câu hỏi là phân đoạn Kinh Thánh này nói về mối quan hệ với ai. Thí dụ phân đoạn Kinh Thánh này, trong Kinh Thánh thì có rất là nhiều cái điều mà chúng ta cần phải học trong phân đoạn Kinh Thánh đó. Nhưng mà chúng ta phải cần tìm được mối quan hệ này với ai, mối quan hệ với giữa con người với Đức Chúa Trời, phải không? Hay là nói về mối quan hệ giữa con người với ma quỷ, hay là nói về mối quan hệ giữa ma quỷ với Đức Chúa Trời, hay là nói về mối quan hệ giữa con người với con người. Và chúng ta thấy đó là nguyên tắc giải nghĩa. Chúng ta trả lời những câu đó, và khi chúng ta mang tất cả những cái chân lý đó chúng ta tìm được rồi, chúng ta sẽ gì? Sẽ áp dụng nguyên tắc áp dụng. Thì một trong những nguyên tắc áp dụng thì phải tìm ra được chân lý thì chúng ta mới có thể áp dụng đúng được. Chân lý đúng thì mới áp dụng đúng. Lý do tại sao dân sự Chúa không có tăng trưởng phát triển, tại vì cái tâm linh của họ không được chia sẻ những chân lý thực của Đức Chúa Trời, chân lý sống động của Đức Chúa Trời. Tại vì ở cái đó không phải là do dân sự của Ngài, cái đó là do đầy tớ, các đầy tớ của Chúa chăm sóc bầy chiên của Ngài. Bởi vì bầy chiên của Chúa đi đến đó, đến nhà thờ họ, đến trước mặt Chúa, họ không có biết mà nhiều khi đó họ có rất là nhiều nan đề. Nhưng mà có hàng trăm người tớ hộ thánh của Đức Chúa Trời, và cái người đầy tớ, người mục sư, người truyền đạo, người giúp đỡ Đức Chúa Trời, người phụ giúp thức vụ của Đức Chúa Giêsu Christ ở trên đất này, thì không có tìm cầu ý muốn của Đức Chúa Trời, không có tìm cầu ý của Ngài. Bởi vì chiên là chiên của Chúa, và Ngài biết bầy chiên của Ngài cần gì, Ngài biết ý của bầy chiên của Chúa, có nhu cầu bầy chiên của Chúa làm gì. Nhưng mà những không chịu tìm ý cầu ý muốn của Chúa, không ở riêng với Chúa, cho nên không nhận được ý muốn của Chúa trong cái phân đoạn đó, cho cái buổi đó, mà cứ nói theo ý riêng của mình, cứ tìm theo ý riêng của mình, làm cho dân sự của Ngài đến đó nghe những cái bài giảng, lời chia sẻ chết, và cuối cùng về nhà không áp dụng được. Chân lý của Chúa, Chúa muốn phán, Chúa là Cha, Chúa là Đức Chúa Trời, và Ngài muốn dân sự của Ngài được nghe những cái điều từ đáy lòng của Ngài đến với dân sự của Ngài, để Thánh Linh của Ngài, đã Đức Chúa Trời đang vận hành trên đất này, tác động vào cái sứ điệp đó, tác động vào cái chân lý đó, để làm thay đổi cộng đồng, thay đổi dân sự của Ngài, và từ dân sự của Ngài sẽ có đời sống thay đổi cộng đồng. Thưa anh chị em, áp dụng, để áp dụng được thì chúng ta phải tìm được chân lý. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời sức dầu cho những người dạy dỗ lời Chúa nghe bài giảng này, để thấy được chân lý của Ngài, và phải ăn năn trước mặt Chúa để tìm chân lý của Chúa cho dân sự Ngài, tìm cái mang cái cây bánh tươi, bánh hằng sống, nước hằng sống mỗi ngày cho dân sự của Ngài. Dân sự Chúa lớn lên, và cảm ơn Chúa, chúng ta tìm thấy chân lý của Chúa để áp dụng. Thì cái phương pháp bất di bất dịch đó là mang chân lý Kinh Thánh, bài học của Chúa để áp dụng cho đời sống qua quyền năng của Thánh Linh Ngài. Cầu xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ chúng ta, bởi vì khi chúng ta biết lời của Chúa rồi, nhưng mà bài học của Chúa cho chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta khó để áp dụng được, bởi vì nếu không có Thánh Linh. Chúa nói hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phúc cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ đánh đập mình. Cái điều đó rất khó nếu không có sự giúp đỡ của Thánh Linh Ngài. Nói thì dễ, đời sống của tôi đã kinh nghiệm, đời sống của tôi, đức tin của tôi rất đơn giản, lời Chúa nói như thế nào sống như vậy. Và cảm ơn Chúa,
tôi biết được thánh linh của Ngài, tôi kinh nghiệm được tình yêu của Ngài và sự giúp đỡ của Ngài, tôi biết được sự khó khăn để áp dụng lời của Ngài. Và lời của Ngài khi chúng ta mang ra chúng ta áp dụng, nếu không bởi thánh linh của Ngài thì rất khó, rất là khó. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và đây là bài học của chúng ta. Thì phần bài học thực hành thì chúng ta sẽ học sang bài 12, vì chúng ta còn một bài nữa về học 3 nguyên tắc kinh thánh căn bản. Chúng ta kết thúc ở đây và chúng ta cầu nguyện. Cha ơi, xin thần của Cha đến và tác động trên anh chị em của chúng con. Xin sự vinh hiển của Cha đầy dẫy chất chúng con, giúp đỡ chúng con tìm ra chân lý của Ngài và sống cho Ngài, để bày tỏ sự vinh hiển vinh quang của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều lắm. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hẹn anh chị em trong bài 12. Xin chào.